Em tiếp tục chào đón quý vị với một clip giới thiệu về một số mã loa mới vừa về quý vị nhé. Tết cũng chuẩn bị đến rồi. Quý vị nào có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp để em test vận chuyển hàng cho quý vị. Báo cáo quý vị là tất cả những hàng đây em quay giới thiệu nhanh cho quý vị, mà không phải là cứ thế này em chuyển cho quý vị nhé. Tất cả hàng đều bao hoạt động tốt hết quý vị nhé. Giao hàng tận nhà, quý vị nhận hàng kiểm tra hàng không rơi vỡ gì thì quý vị nhận hàng giao nốt tiền cho bên vận chuyển. Sau đây em sẽ test tiếp tục một số mã loa. Hai dãy trước thì em đã giới thiệu clip cho quý vị rồi. Sau đây đến dãy sau cùng, trong cùng này. Trong cùng đây. Trong cùng bắt đầu từ đôi loa JBL 820. Dòng loa JBL 820 này một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Thiết kế với lại hai bát. Cách đây khoảng 2-3 hôm em có đăng một clip giới thiệu cũng đôi JBL giống hệt đôi này luôn. Nhưng đôi đó một loa đã được thay gân, có nghĩa quý vị nhá. Có nghĩa là theo năm tháng thì cái gân này này, cái gân này này nó sẽ bị mục, nó dạn, cảm giác như là kiểu đánh lâu, nếu mà đánh bát mạnh thì nó sẽ nên đã được thay gân. Đôi đó là ngoài ra thay gân, ngoài ra thì e căng không có. Em báo giá đôi đó là hơn 8 triệu. Còn đôi loa này tất cả mọi hoạt động tốt hết, đẹp zin, ê căng còn hết quý vị nhé. Ê căng lưới chắn đằng trước ấy, còn hết đầy đủ nhé. Giá của em nó là 10 triệu 8 quý vị nhé. 10 triệu 8 nhá. 10 triệu 8 em đã ghi đây. Giá của em nó là 10 triệu 8. Đây em quay phía sau. Quay phía sau cho quý vị nhé. Đây. Đây là đôi loa JBL HL S820, hàng made in USA quý vị nhé. Made in USA, nói cho nó rõ ràng, hàng made in USA quý vị nhé. Sau đây em sẽ đo kích thước, chiều cao hoặc là chiều rộng, chiều sâu cho quý vị. Đây, về kích thước em đo luôn cho quý vị nhé. Đôi loa JBL này cao 1m02, cao 1m02 quý vị nhé. Cao 1m02. Chiều sâu cả e căng là 30 phân. Chiều sâu cả e căng là 30. Chiều ngang đây. Chiều ngang là 25. Bát cả viền là 22 nhá. Bát cả viền 22, được chưa? Tép là 24. Tép kèn này 24. Giá của đôi loa JBL S820 này, tất cả e căng còn zin, hàng đẹp, 10 triệu 8 nhé. Đấy, cái giá. Tiếp tục sang đến đôi loa Venturi. Đôi loa Venturi này, đôi loa Venturi còn cao hơn đôi này quý vị nhé. Nó cao hơn khoảng 1 phân thì chính toàn là quý vị đã biết rồi nhé. Nó cao hơn 1 phân thì quý vị biết chiều cao của em nó rồi, được chưa? Tất cả này, đây là đôi Big Venturi nhé quý vị nhé, nhìn chưa? Giá 7 triệu 8 nhé, em đã ghi giá trên này 7 triệu 8 Big Venturi. Sau đây em sẽ đo cái thông số cho quý vị nghe. Quý vị đợi em đo thông số chiều cao quý vị, đợi em quay phía sau đôi Big Venturi cho quý vị xem đã. Đây, không phải là đôi Big Venturi mà nói đôi Venturi thôi nhé, đọc Big Venturi sai. Đây là Venturi quý vị nhé, V830, trở kháng 8 ohm, độ chạy thì rất là cao. Ở dòng loa này thì rất là hay rồi, không giới thiệu nhiều nhé chị nhé. Phía dưới cùng là hai lỗ thông hơi hình vuông rất là chất. Đôi này còn cao hơn đôi JBL 820 kia nữa quý vị. Đợi em đo chiều cao của em nó mới lại kích thước quý vị nhé, luôn nữa nhanh. Đây, chiều cao là 1m02 nhé. Chiều ngang là 26 phân. Chiều sâu 28 phân cả dây căng. Chiều sâu 28 quý vị nhé. Bát 20. Được chưa? Dòng này rất là lực nhé, đẹp, hàng đẹp keng luôn. Giá 7 triệu 8 quý vị nhé. Đây, 7 triệu 8. Tiếp tục sang đến đôi loa JBL tiếp theo, còn rất là đẹp nhé.
Tiếp theo giới thiệu quý vị đôi loa JBL. Con này căng, con này đủ đấy. JBL báo luôn mã cho quý vị nhé. JBL J900MV, 900MV quý vị nhé. Trở kháng 8 ohm, hàng của Mỹ, Made in USA, hàng Mỹ nhé quý vị nhé. Sau đây em đo kích thước cho quý vị. Giá 6,5 triệu. Giá đôi loa JBL này 6,5 triệu. Sau đây em đo kích thước loa cho quý vị này. Chiều ngang của loa là 25,5 phân nhé, 25,5. Chiều sâu cả e căng là 30. Chiều cao, chiều cao là 82 phân quý vị nhé, chiều cao 82. Đấy. Với đôi loa 6,5 triệu JBL, đôi loa giá này 6,5 triệu thì không còn gì để bàn nữa quý vị nhé, quá là chất rồi. 6,5 triệu đôi này quý vị nhé. Ngoài ra thì dòng loa Bose 301 CD2 còn rất là nhiều, và 201 CD2, C345 đều còn. Riêng dòng 201 CD2, 201 CD2 345 là giá 4,6 triệu một đôi. Loa tất cả hàng đều hàng xịn của Mỹ và Mexico. Và 301 CD2, loa 301 CD2 là 7,6 triệu quý vị nhé. Hàng karaoke rất là chuẩn, xịn hết, zin, bao zin xịn. Và quý vị nào có nhu cầu alo đến là 0911 169 961 nhé. 0911 169 961. Em trân trọng cảm ơn.